nói về cuộc thi tại Nguyên Bản Địa, đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa. Mình mới khởi nghiệp nên là cái nó còn trông chưa anh lắm. Đi thi để học hỏi, khởi nghiệp thì cần cái gì? Kiến thức nhiều. Em không đặt nặng về vấn đề là được vào vòng trong hay được giải thưởng, mà cái quan trọng nhất có cơ hội được giao lưu. Mong muốn của em thứ nhất là muốn là phát triển một cái gì đó cho nơi mà mình sinh ra. Đây là một cái cuộc thi nó đạt được nhiều điều, nó tạo được sức lan tỏa thực sự, có sản phẩm chiều sâu. Rất là lo lắng nhưng mình rất là tin tưởng về cái dự án của mình. Qua cuộc thi thấy ban giám khảo nhận xét rất là chính xác. Có một số cái bạn trẻ khởi nghiệp vào những cái ngành mà có độ lớn thị trường rất là lớn. 110 trên 159 dự án tham gia được vào vòng thi bán kết từ 27 tỉnh thành, 3 vòng bán kết tại Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 34 dự án được chọn vào chung kết, trong đó có 8 trên 17 dự án của đồng bào dân tộc thiểu số, Xê Đăng, Chu Ru, Cờ Ho, Nùng, Thái, Cờ Lao, Bù Péo, Hơ Mông, Tày, Giao, Mường. Đây là những con số tại 3 vòng thi bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ tư năm 2018 với chủ đề Phát triển tài nguyên bản địa bằng ứng dụng công nghệ do trung tâm BSA cùng các đối tác chiến lược là tập đoàn cà phê Trung Nguyên và công ty Vinamid phối hợp tổ chức từ tháng 8 vừa qua. Các dự án đều thể hiện được thái độ làm việc nghiêm túc trong việc tìm hiểu, xây dựng đề án kinh doanh, phát triển thị trường. Hầu hết dự án đã đưa được đặc tính bản địa vào sản phẩm rất rõ ràng và có ý nghĩa. Đặc biệt, nhiều dự án đã nêu bật được các giá trị về tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa trong cộng đồng, cũng như xây dựng được quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau những giây phút căng thẳng tại các vòng bán kết, 34 dự án xuất sắc đã giành vé vào vòng chung kết. Đây là những dự án có sự vượt trội về cả nội dung lẫn tính thực tế, thực tiễn trong cuộc sống. Sản phẩm của các dự án này đã được thương mại hóa, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Trong đó, Bến Tre là đoàn dẫn đầu với 7 dự án vào chung kết, Đồng Tháp đứng thứ 2 với 5 dự án. 22 dự án còn lại thuộc về các địa phương như An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Cạn, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình và Nghệ An. Điều ghi nhận ở 3 vòng bán kết là các dự án tham gia đã nỗ lực hết mình, không chỉ trong bài thi thuyết trình mà ngay cả phần trưng bày cũng đã được chuẩn bị chu đáo, chỉnh chu. Tất cả các dự án tham gia đã thể hiện được rõ mục tiêu và khát vọng vươn xa hơn, nâng cao được chuỗi giá trị sản phẩm. Mỗi dự án đều mang tâm huyết, sự kỳ vọng và truyền tải, giới thiệu được nét đặc trưng, thế mạnh tài nguyên bản địa của từng địa phương. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các vòng thi bán kết có sự đa dạng về đề tài. Các dự án đều tận dụng nguồn tài nguyên bản địa và nhiều dự án ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chất lượng các dự án chưa thực sự đồng đều. Lượng dự án ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm cũng còn hạn chế. Vấn đề kinh doanh, thị trường vẫn là điều kiện các giám khảo trăn trở. Các dự án khác cần phải được đầu tư thêm về chiều sâu trong xây dựng dự án, cách tiếp cận thị trường, nhất là vấn đề về bao bì, nhãn mác, an toàn thực phẩm. Kết thúc vòng bán kết để giúp các thí sinh có sự chuẩn bị tốt hơn cho vòng chung kết và có phương pháp xây dựng dự án đạt hiệu quả, ban tổ chức đã triển khai 7 buổi tập huấn. Các buổi tập huấn này diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Bến Tre do các chuyên gia của trung tâm BSA chia sẻ hướng dẫn. Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi này, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nhằm thực hiện đề án 844 của Chính phủ về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2025. Trung tâm BSA và ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành tập huấn vấn đề về thiết kế bao bì, marketing, tiêu chuẩn chất lượng, cách viết dự án trực tiếp cho gần 1.000 thanh niên thông qua các lớp tập huấn diễn đàn khởi nghiệp ở hơn 10 tỉnh thành. Ngoài ra, các chương trình huấn luyện gián tiếp như lập group Facebook Livestream để huấn luyện từ xa cho các bạn không có điều kiện đến lớp học. Năm 2018, đồng hành với chương trình hoạt động của SKC cũng như cuộc thi lần thứ tư này là Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, các đối tác chiến lược tập đoàn cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần Vinamid cùng các doanh nghiệp khác như công ty cổ phần cơ điện Tân Hoàng Cầu, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thời trang Việt Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quà Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu. Cuộc thi đã đi đến hồi kết, dự án nào sẽ giành chiến thắng? Tất cả đang chia đều cho 34 dự án có mặt tại Hội trường Thống Nhất ngày hôm nay. Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày 28 tháng 10 năm 2018. Chúc các bạn thành công!